Đây, hôm nay ngày cuối tháng là cuối tháng làm miếng thịt chó của em gái xinh đẹp về thưởng thức này. Ngày cuối tháng này phải thỉnh thoảng phải thưởng thức món này chứ. Từ đây cho anh 100.000 thịt hấp mới rồi nhỉ? Hấp rồi thôi. Lấy cả ít thập cẩm lúc ngoài đi vì khả năng là về mọi người còn thích ăn. Tôi chẳng cần đâu, hấp mới rồi được. Hấp mới rồi nhá. Hấp rồi. Ở đây một. Đấy. Các cái đoạn mơ mới nhá. Cắt à, lấy ở đoạn kia. Đấy. Đấy các bạn nha, thì hôm nay là ngày cuối tháng. Đến với quán thịt chó mua một ít về ăn, lâu lắm rồi. Và chủ chọn thì phải miếng ngon rồi. Ngon. Cái này mà mỡ là cái ăn nó đỡ khô. Mỡ quá thì chung là cũng sợ ăn cũng ngấy. Mỡ quá cũng ngấy đúng không? À. Em ăn rất rất như này nó ngon. Đúng rồi. Ăn này cái miếng này là sật sật giòn giòn. Hôm nay là tiện đi mua thịt chó thì cũng tiện thể hỏi giá cả thịt chó của có ba mặt bà chủ đây hỏi giá cả thịt chó luôn cho các bạn để các bạn được biết. Đấy. Hiện tại cái này là cái gì? Cái tỏi. Cái này cái tỏi anh ạ. Tỏi đúng không? Cái tỏi vai, tỏi mông thì nó có một ít thịt nạc nhiều hơn. Còn cái tỏi vai thì ăn nó giòn hơn, giòn, ít nó có nhiều da. Mọi người cứ hết ba chỉ cứ hay ăn cái này Ngon mà. Ngon mà. Còn bà chủ thái. Đây là món thịt hấp này anh em này. Thịt hấp hiện tại là vẫn 300.000 một cân. Đấy. À làm bây giờ bận đi. Bún là vừa đẹp rồi. À. Chanh một bát canh măng nhá. Vâng vâng. Bát về đứa phải làm rau. Hiện tại là bây giờ hiện tại cái chân chó hiện tại vẫn bán 10.000 một cái nhỉ. Hai người ăn. Vẫn 10.000 một cái chân chó em nhỉ. Vâng. Đấy, chân chó 10.000. Đuôi bao nhiêu tiền? Đuôi cái 15. À đuôi cái 15. 10. Cái nhỏ 10. Thập cẩm hiện tại là vẫn bán là 150.000 một cân các bạn ạ. Anh ơi cho em rượu. Em gần xong rồi. Đây là sắp sửa là sẽ lấy thêm ít rượu mận đi. Ít rượu mận. Món này ăn mấy bánh mì hoặc là bánh bún thì tuyệt vời. Hôm nay mua thịt bún đó. Bún kìa. Bún đó. Bánh mì đều được anh ạ. Bún ngon. Rượu mận là cứ lấy cân cái trước rồi cho nước vào sau. Đấy. 250.000 một cân kìa. 250.000 một cân anh em nhá. Đấy. Đâu rồi? Cho đi vào cho ngon. Quá rồi. Ngon. Đây, anh em là quán của em gái này là Trung Tuyến, đặc sản thịt chó 7 món. Các món thịt hấp, rượu mận, xương măng, lòng dồi, chân. Địa chỉ là 155 Bắc Sơn, phường Hóa Thụ, thành phố Lạng Sơn. Đấy. Đấy, anh em có thể xem này. Đúng rồi. Em gửi tiền đi. Đằng sau lên thăm mặt trước. Đây phố này phố là phố ẩm thực. Ở đây bán tất cả các loại món ngon của thành phố Lạng Sơn, đoạn quay Việt quay. Đấy. Cực kỳ ngon. Đấy, hôm nay muối thịt chó này về để thưởng thức các bạn nhé. Cũng giới thiệu cho các bạn rồi. Thịt chó hấp 300 rượu mận 250.000. Rồi chó thập cẩm 150.000. Mua lần nào cũng được, bà chủ khuyến mãi bao nhiêu thứ thôi, cảm ơn nhá. Đấy các bạn nhá, hiện tại đấy mua thịt chó bây giờ mang về nhà ăn thôi. Đấy. Thông cảm nhá, thì cháu vẫn đây được chú chứ thì biết rồi. Thôi làm miếng ấy đi, tôi mời chú nhá. Mời cô ngồi luôn cô. Dung ơi chú. Thôi làm miếng hấp đi nhỉ. Nay đây là cái tỏi này, cái tỏi hôm nay chấm tí cái này món canh này. Đấy, canh này sướng lắm. Đúng rồi chú ơi. Bánh măng la sầm đấy là. Vâng. Tỏi ngon đấy nhỉ. Tỏi đúng. Thành ăn không? Dạ. Rồi xem nào. Cháu xem. Đây bạn nhé, đây là cái tỏi đấy. Da sật sật làm tí nữa. Món tôm. Bắt canh măng hấp dẫn lắm. Thật sự đó. Đây, sướng không? Đấy. Được rồi ạ. Làm tí bún được.
sập luôn. Cái tỏi hôm nay ăn được đấy. Tỏi nó vừa vừa đẹp. Làm cái chân ấy, cái chân gặm ngon nào. Nấu đi. Xin mời lấy. Vâng. Cái xong rồi bác. Làm miếng mận thôi này. Mận này là món ăn ngon đấy, đậm đấy. Là bún, ăn bún cũng được. Thưởng thức món rồi. Đấy, chén nghe hết đi. Vâng, vâng. Không, đợi lại tinh thần là chính. Tinh thần là chính. Tinh thần là chính. Nghĩa này làm chiếc canh siêu lắm. Hôm nọ tao hôm nọ gặp chưa, chưa lành phát nào đâu ấy. Không là làm là có thịt cho dạ. Một chiếc canh hay đấy nhỉ. Làm siêu lắm, làm lâu chưa thấy hỏng cái nào. Chưa hỏng, hôm nào là con vịt nhá. Con chú canh nhá. Là làm có vài ấy chưa hỏng lần nào đâu. Làm miếng rồi chó nhiều. Cái bản có liên tục thì nó mới không. Mang một bó lạt sang nhỉ. Bó lạt sang để chú. Rồi này ăn ngon, rồi này nó làm không ngon ấy. Làm mềm á. Tỏi. Đấy, hôm nay đưa anh em đi tham quan quán thịt chó của chị cái Trung Tuyến nha. Trung Tuyến rồi. Và cũng mua về một ít để thưởng thức cho anh em thưởng thức. Thì thật sự là quán này mình ăn rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi cho nên là mình vẫn cứ phải mua về để đánh giá xem ngày hôm nay là con này ăn ngon như nào. Thì thật ra mình ăn vài miếng các bạn thấy rồi. Đấy, rất là ngon. Đặc biệt là mình rất thích khoái ăn món dồi của chị, ăn rất mềm nhá. Đấy, rồi mềm lắm. Còn cuối tháng thì anh em nào cũng thích ăn món này, mình đưa anh em đến địa chỉ ở đó rồi. Anh em nào thích ăn này có thể ghé qua quán ủng hộ chị một tí, thưởng thức mang mua về để ăn, để xem món ăn nó ngon như nào, có hợp khẩu vị anh em không. Đấy, còn video mình hôm nay mua về ăn thưởng thức như vậy thôi. Đấy, chia sẻ cho anh em một chút như vậy là mình đến mua và ăn, đánh giá rất là ngon. Đấy, quấn im mơ lông. Đấy, quấn mơ lông. Thì chó là phải có mơ lông, đúng rồi. Có riềng, mắm tôm. Mắm tôm. Đấy. Đúng rồi. Thì mắm tôm nữa nhỉ? Có được luôn nhé. Món này chú ăn thường thời xưa là ăn nhiều đấy nhỉ? Đấy. Đúng bài nhỉ? Đúng bài mà, ngon. Thôi video xin dừng ở đây nhá, cảm ơn anh em theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em tiếp theo. Tính trước cũng được. Nha. Chị Vương đăng ký nuôi rồi đấy. Mẹ đừng có làm nhà mẹ chết dở đấy. Chị Vương bảo chị nuôi đấy. Mai cháu hộ tống chú Chiến sang lấy. Đấy này còn có người hộ tống sang lấy. Mai hộ tống sang lấy. Làm chuyên gia là chim ấy. Sang đây đấy, sang đây. Hả? Đó, ngon nhỉ. Ngon. À đây ạ. Ăn cái chân đấy là đúng bài đấy. Đúng rồi. Sập sập ngon. Thế thôi nha. Rượu mận bún. Trang lấy rượu mận là ăn bún kiểu. Đúng rồi, ngon lắm. Ngậy Vậy lên ngon lắm. Làm miếng vào đấy, ăn cho đúng ngậy. Nhưng mà đủ độ hút chưa? Đủ độ hút. Em chỉ số hút hơi cao. Ăn đi biết rồi được. Không sao đâu. Nói chung là cái này chó này ngày xưa người ta còn làm là cái bồi dưỡng cho người sau khi ôm dậy. Ôi, chú ơi, dùng con để cho ông dùng đi. Dùng cái móng này với lại tuần vào này. Lấy vào móng tôm. Mặc làm gì có.